Có tên tiền ở đây mà không giới thiệu thì chắc chắn là quý vị sẽ phạt tôi ngay. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi mấy mươi năm thương mến và bây giờ tôi xin mời cái người này giận tôi lâu lắm rồi, bây giờ mới làm quà. Tôi cũng xin long trọng thông báo với quý vị, người này sẽ gắn bó với tôi, sẽ suốt quãng đời này tôi sẽ không bao giờ tha đi đâu hết. Tại vì kiếm nát nước rồi không có một thằng nào mà giống tôi hết trơn á. Tại vì không có một người nào đen như vậy, mà không có người nào hát tầm bảy tầm bạ mà hay như vậy. Cảm ơn. Mời Thanh Tuyền ra đây. Còn quý vị thấy không? Đó, lúc nào cũng chê tôi đen hết, mà lúc nào cũng theo tôi hoài. Đen, có chiếc. Đi nói chỗ nào? Quý vị thấy không? Thật sự mà nói đây là cái quan niệm của Thanh Tuyền trong kiếp này đi hát. Người ta là phải lựa cái người nào có cái cao, da trắng. Nó có cái còn cái này cái số đã lùn còn đen nữa quý vị ha. Nhưng mà phải đành chịu sao bây giờ. Xin cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị thấm thoát mà Thanh Tuyền cái linh hát mà từ lúc các em còn trung trong bụng mẹ, bây giờ các em đã lớn và bây giờ tiếp tục các em thích những cái dòng nhạc như thế này. Để đó là chúng tôi rất là hạnh phúc. Cảm ơn tất cả quý vị. Tôi nói về cái dòng tôi. Nhìn một hồi là tôi làm cái đoạn cuối tình yêu rồi thôi, đường ai mới đi thôi. Thế vậy nhưng mà cứ làm hoài không chịu đường ai mới đi, thì tôi kiếm người khác. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ là bài hát, những bài hát mà tôi viết cho tôi là người hát từ trước đây mấy mươi năm. Và hôm nay vẫn còn được cái sự thương mến của quý vị, đó là một cái niềm hạnh phúc rất lớn đối với chúng tôi. Bài hát được mang tên Đoạn Cuối Tình Yêu. Anh biết ngày mai em lấy chồng, 3 năm thề thẹn cũng bằng không. Tập thư ngày trước xin trao lại để kẻ xa ngang khỏi bận. Còn khóc chi em, thôi buồn chi em. Xa rồi ngày nào ta mơ chúng tôi, ngờ đâu nay chia hai nơi, vui buồn ai biết trong đời. Đừng trách yêu
tim trả ơn em.